Mì Hảo Hảo nha, chứ đừng có lấy mì khác nha. Bạn nào mà ăn kiểu đô mạnh á, quất gói gửi các bạn còn không hai gói vô. Ta nói hả, mua 2.000 giá bỏ khoảng tầm 1.000 giá vô thôi. Rồi cái bắt đầu ha, các bạn chiên một cái ốp la lên để riêng qua bên. Một cái trứng đập thẳng vô, các bạn nào mà đô mạnh nữa đó, quất hai trứng hột gà vô nữa là đập thẳng vô tô gà tô mì luôn nha. Sau bắt đầu gửi nước sôi lên. Các bạn bỏ mấy cái hột cà ne gì vô các bạn. Rồi cô ne rồi, ủa không cần no rồi vô này nọ hết nè. Ví dụ bạn nào mà thích dịu dịu xíu nữa, bỏ tí xíu đường vô. Trời ơi đậu xanh đó. Đậy cái nắp lại, 30 giây sau mở ra một cái, cái nách nó giật mà băng băng luôn đó các bạn. Thiệt, thứ gì chịu nổi. Ngon lắm các bạn. Nhớ nha, mì Hảo Hảo nha. Hảo Hảo chua cay đó mọi người. Bây giờ mở nhạc chơi game nha. Đầu ăn đồ uống bỏ. Sao vậy? Bị cắn lưỡi rồi hả? Đội tướng già đưa quay. Đội tướng bạn. Rồi cảm ơn bạn nha. Để mình chụp bọt cho bạn đây. Mày nói chứ vậy. Để chụp bọt cái nha. Mọi người ơi, mọi người ơi, 300 mấy chục ngày nữa là tới Tết nữa rồi. Cho nên shopping.vn khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp nha. Quẹo nạp luôn bà con cô bác ơi. Lần này chúng ta sẽ là một người xịt bọt có tâm, cho nên chúng ta sẽ không lên bất kỳ một món đam nào hết. Chúng ta sẽ auto lên đồ phép thôi, chứ đâu là không lên đồ đam. Không lên đồ đam nha bà con cô bác nha. Mình xin nhắc lại một lần, thứ N là lên full phép chứ không lên đồ đam nha bà con nha. Rồi, ok. Xin nhẹ em ơi, chết á. Chết gì anh? Mấy ngày đậu xanh ra chậu vô bạn mặt nó hết nè. Mập địch. Mập địch bà con. Quánh bỏ mẹ luôn anh. Cái gì đó. Ai sợ mấy cô tôi sợ rồi nha. Chậu thẳng bạn mặt nó luôn đó bà con. Quánh em ơi, quánh em ơi. Nhảy cho bà đây. Đứa này làm gì? Mày đứa này làm gì? Cái này lụm luôn anh. Trời, quánh anh cuộc đó hả? Quánh hết rồi, đậu xanh quánh nhiều quá, anh chết là mệt đó. Cúp được anh chưa? Ăn cái gì vậy? Mở chạy kìa, chạy kìa. Nó chạy kìa. Hay quá Mít ơi. Tẹt dời Mít ơi. Ây da. Chết anh ơi, chết anh ơi. Tôi anh ơi. Lên quá các bạn ơi. Mập định. Nó kéo vô trụ cho em đi ải chị á trọng rồi. Căng nghe anh trai, có căng nghe. Em về lên nha, tụi bọn nha. Ôi. Thằng Trung Xuân BD nó kêu em đọc comment gì tính. Thằng Ken BD hả anh? Ờ. Giờ ơi, anh yêu em nhiều lắm, em có đồng ý không giờ? Anh tính chuyển lời giùm em cái anh tính ơi. Lấy hồi giờ mà nó AFK là tôi ra tôi bá lắm, rồi bỏ mà mày nha Ken nha. Đừng có sang chấn tâm lý nó giùm tao một cái à. Giờ ơi giờ nó ngủ anh JPD kìa trời ơi. Tôi sợ giờ này nó AFK quá các bạn ơi. Ôi. Không có nào giờ lắm. Ăn luôn anh cụ. Hello em. Hello anh Tính ơi. Nhả ra tới. Sao bờ nghe giọng hiểu dữ bờ. Khủng hoảng em. Em sợ quá. Có đâu sợ. Có đâu sợ, mạnh mẽ lên em. Chị mạnh đi đây không có gì đâu sợ. Trời ơi, có đâu em, mày thấy nhiếm như tèo không? Nhiếm lập tèo, tèo lập nhiếm thôi, sao đâu? Gì em hãy ăn đi. Giờ giờ sợ sợ chứ lên đây găng hỗ trợ anh này giờ, anh thọt lắm rồi này giờ. Ok anh, ủa anh đi support mà. Ủa anh quên, lên hỗ trợ anh, ủa kìa, anh thọt lắm rồi kìa.
mày hả mày? Bắt chủ không? Bắt chủ không? Ê, ê, nó lên kìa, nó lên kìa. Xong. Xong rồi. Trời ơi, 007 luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 007 luôn ơi. 007 luôn ơi. Em 006 luôn rồi anh ơi. Mày hả mày? Trời ơi, mập địch này nó ghét tôi lắm thì sao á các bạn? Gì vậy trời? Có bụi xanh xài luôn. Ủa, nó bực tôi lắm hay sao á? Biết đón luôn bà con ơi, kéo cái kia quất cái nữa xong luôn bà con. Được. Tao sẽ trả thù tụi bay. Tụi bay nhắm, tụi bay chạy lại tao không? Lên giờ, lên em, lên em cho một mạng nè. Okay, anh mạnh dạn là cho mày xin một mạng luôn á, là lên đây. Hết chiều, nó hết chiều rồi nha. Ui. Ủa, anh tính lên quỷ diệt rồi kìa. Đâu có đâu em, quỷ diệt gì? Mày tàu lao không à, đậu tranh quỷ diệt đâu ra. Mà chói nè, em trai mới dùng luôn nè. Mới thời gian hồi chiêu luôn nè. Mày đậu tranh mẹ đâu ra quỷ diệt. Mày tàu lao không à. Mày thấy 118 không, quỷ diệt đâu đây? Trời ơi này. Ủa, anh em anh 018 mà. Cái pha đó, tụi bay không lánh hết được thì anh lánh hết chứ. Tụi thừa hoài luôn đậu tranh. Nó lên mở chói trời định vậy luôn nè các bạn. Ở nó kêu tôi lên quỷ diệt mọi người. Mấy này giống mấy quỷ diệt. Diệt dụng cái luôn các bạn ha. Em ơi, chơi luôn em ơi. Chơi luôn đi, chơi luôn đi. Chơi luôn em ơi, chơi luôn em ơi. Chơi luôn nè anh ơi, nó đây nè anh ơi. Chơi luôn em ơi. Chơi luôn em ơi, chơi hết luôn em ơi. Anh bỏ quýnh làm chi. Quánh bỏ mẹ luôn, quánh bỏ mẹ luôn, quánh bỏ mẹ luôn. Ừ. Hình như cái đó quỷ diệt á, hình như cái đó quỷ diệt đó. Anh ơi, em còn cầm mở chói anh ơi, còn cầm mở chói đây luôn nè anh ơi. Nói gì tội nghiệp em ạ. Em thì bọn có tâm đó anh ruột á. Bọn có tâm anh ơi. Ôi ôi. Không đổi đồ lẹ quá. Đổi đâu mà đổi đầu xanh mày mở chói nãy giờ luôn nè, mà giống mấy anh đổi đưa nữa. Mới đổi nha. Đổi top ơi, đổi lên top ơi. Bà con làm chứng với em hồi nãy vậy, em không có đổi gì trơn trời nha bà con nha. Không sao anh hết like em xem lại đây em biết. Ok em xem lại nha. Ok tính rồi. Mai em chưa. Em xuống nè anh được. Anh vô trước đi. Yeah, em... anh vụ nó đi rồi có gì em ra anh chán cho anh vụ nó trước đi. Chắc nó sang chấn tâm lý ra anh. Ken rủ JBD nó sợ hay sao? Hay sao anh? Ôi rồi chết rồi kìa. Chạy được không em? Chạy sợ nha con. Không mà chết được anh. Thứ gì chịu nổi không? Trời ơi thứ gì chịu nổi luôn rồi các bạn ơi. Chết thiệt luôn coi bộ không ổn rồi các bạn ơi. Không ổn rồi nhưng mà bây giờ các bạn biết sao? Alo 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 nghe không bà ơi? Nghe anh rồi. Em coi chạy lên chơi hỗ trợ tem trên kìa, trên đàn lính bự lắm kìa. Em lên đồ vậy nha. Cái gì vậy em, mày sao vậy? Đội cánh mày sao vậy? Đồ gì? Trời ơi, này, này sẵn rồi các bạn ơi. Trời ơi. Đổi đúng tẹ luôn. Đổi đâu mà đổi, mày tào lao không à. Chạy được không em? Đây nè, lên nè, lên, cứu cho nè, anh lên nè. Trời ơi, tạm nội kìa nháy đèn nữa kìa bà coi thi. Ủa đông vậy ta? Đông vậy nè. Coi chừng mập địch nó kéo cái là no nha bà con nha. Mày hả mày? Ui giời ơi, ui giời ơi, ui giời ơi. Ui giời ơi, ui giời ơi. Ây dạ, bỏ mẹ. Chúng tôi chết, chúng tôi đầu nào kìa. Trời ơi, em tí no rồi anh rửa. Trời ơi,
Em lỡ anh đứng kìa, nó có cái thôi nắm đầu vô trụ. Hên nha, hên nha. Hên, nó có anh dáng không là chết rồi nè. Về các bạn ơi, chém một pha nghịch ngu lấy tiếng rồi các bạn. Khổ quá trời. Khổ quá, khổ quá, khổ luôn thiệt. Nãy giờ khổ lắm luôn á các bạn. Tem nào đó thì chứ được support có tâm hỗ trợ quá trời. Tính quỷ diệt hồi trên tính. Đâu có, em đang cao đao của mở chói em trai ơi, có tâm mà. Trời đổi tóc lẹ. Mới thấy đổi quỷ diệt xong giờ thành mở chói. Ê mày chơi game, mày chơi game sao mày gắn camera qua cái chỗ tao dữ vậy? Nãy giờ em bật tạp lên ngoài. Đâu, trên mày chơi game mày rảnh quá, chuyện làm cái gì mày soi qua tao hoài vậy? Thấy ghê quá. Trời ơi, còn chết rồi. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi. Trời ơi, anh cứu mẹ bờ, thấy không bờ? Thấy nó đập mày đậu xanh, anh vô anh trả thù cho mày đó bờ. Không, anh vô anh ăn thôi. Tào lao. Nó đập mày, anh không thích cái điều đó, em hiểu không? Một con ngựa đau là cả tàu nó cười ỉa, cho nên hổ hơn ra đó, cho là anh vô anh hỗ trợ cho mày, thấy không? Anh trả thù cho em đó. Yên tâm, thằng nào ăn hiếp em là anh trả thù hết. Đi ra lẹ các bạn ơi, để không tem làm hết á. Vợ ơi, nãy anh cứu em mạng á, cho nên là cho anh xin về nha vợ. Ra phụ anh Tam cái vợ, hồi máu anh hỗ trợ cho vợ. Ăn đi anh. Nè phụ am anh chứ, anh đánh mới tới mù đâm châu chưa chết nữa. Từ từ anh đợi em hồi chuyện chị. Rồi em. Rồi đó anh. Ủa tao nhớ tao kêu mày xuống phụ cho mà. Ủa anh đâu có kêu là phụ mà không ăn đâu. Thằng này chắc hồi nó đứng nó bị mập địch chói, chắc tôi đứng tôi cười với cái bàn này luôn á. Tôi không mở, chói cho chạy luôn á bà con, thiệt luôn á. Trời bình thường anh lên quỷ diệt mà mở chói gì? Mở chói này, đang cầm mở chói nào này, đang cầm mở chói nè con. Không có rồi, tôi bắt là anh đổi đi quỷ diệt liền. Mày tàu lao không à, đổi là thời gian đâu mà chọi người ta mà. Trời ơi giờ ơi, chúng mình bây giờ lên em me nãy giờ rồi. Không có à nha, nãy giờ cầm ở chói nãy giờ tàu được đầu trận tới giờ luôn á. Dạ rồi em ơi, không có. Lên nào mọi người ơi. Cái trụ bên đây nè. Em bên kia đi tính. Để mình em lo mấy này cho. Ê! Đúng rồi. Nó chạy hết rồi anh ơi. Nó chạy hết rồi. Ở đây. Cứ bản đi một mình em bên đây. Ê! Bà gái nó không dám quýnh em anh ơi. Ôi. Qua đây nè, còn chủ nè em. Qua đây còn chủ nè bờ. Đâu anh? Có chủ trên á, để bùi xanh này cho anh. Anh ăn. Anh đăng ký bùi xanh nè em, để anh. Anh đăng ký rồi nha. Rồi, cảm ơn em. Từ từ nha mọi người. Từ từ nha, coi chuyện chết nha. Lùi với mọi người, Mọi người ơi, mọi người sao vậy mọi người? Thôi bỏ nha anh, công tí em thấy mấy pha quỷ diệt nữa chết. Ai mua điện thoại không? Điện thoại iPhone giá rẻ giá rẻ. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Voi shop của anh Tân Voi tại đường Trần Văn Đang quận 3 đi bà con. Mà nè, hiện tại đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi chờ đón bà con ở nhà. Mua trả góp là xưa rồi. Còn bây giờ á, mua điện thoại tặng cái bịch.